Vụ Đồng Tâm, Nguyễn Quang A và các nhà dân chủ cuội giấu đầu hở đuôi, David Nguyễn. Trên Internet, mạng xã hội cho đến nay, dư âm của vụ Đồng Tâm, Thạch Thất, Hà Nội quay xung quanh chuyện đất cát cuối năm 2019, đầu năm 2020 vẫn đang âm ỉ. Nguyên nhân là mấy thanh củi tươi chưa bị cho vào lò, vẫn cháy dở, trong đó có Nguyễn Quang A, tương lai. Chúng vẫn sống, hoạt động trên thế giới ảo, Internet, mạng xã hội. Vụ Đồng Tâm vốn đơn giản, chỉ là do một nhóm đồng thuận do Lê Đình Kình, bố, Lê Đình Công, con cầm đầu lấy cớ đòi đất để gây chuyện với cơ quan chức năng và chính quyền Hà Nội để triển khai xây dựng sân bay quốc phòng Miếu Môn gây ra. Xin lưu ý rằng nhóm này không có đất ở Đồng Xanh, Đồng Tâm, còn 14 hộ có đất ở Đồng Xanh, Đồng Tâm thì được đền bù theo luật định. Nhóm đồng thuận đã có nhiều sáng kiến, có bé xé ra to, móc nối với nhiều nhà dân chủ cuội trong và ngoài nước. Trả lời các hãng thông tấn báo chí nước ngoài như BBC, RFA, RFI, VOA để nói to chuyện. Gần đây, người ta còn thấy bảng tuyên bố Đồng Tâm, hình thức văn bản, ngôn từ rất chuyên nghiệp do mấy nhà dân chủ cuội soạn thảo và phát tán trên mạng. Về nội dung, hoàn toàn không có gì mới, Công an Hà Nội đã làm rõ, đó chẳng qua chỉ là những giọng điệu vu cáo chính quyền, công an xuyên tạc bản chất vụ việc. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về những kẻ chắp bút hoặc đứng đằng sau tuyên bố Nguyễn Quang A tương lai là ai. Để không làm mất thời gian của bạn đọc, xin được giới thiệu về Nguyễn Quang A. Nguyễn Quang A sinh năm 1946 tỉnh Bắc Ninh, là con trai liệt sĩ chống Pháp, do đó y được nhà nước cho ăn học chú đáo. Nguyễn Quang A du học ở Hungary rồi trở thành tiến sĩ. Về nước, y trở thành một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng vì nhiều tham vọng, Nguyễn Quang A không ở đâu yên. Năm 1987 đến năm 1993, Nguyễn Quang A chuyển ra khỏi ngành quân đội. Với tham vọng chính trị lớn, Nguyễn Quang A phát thảo và triển khai các dịch bản dân chủ do Việt Nam, SOS2, Nguyễn Quang A đem nó đi vận động, tìm kiếm tài chính của Tây. Dưới danh nghĩa yêu nước và bảo vệ chủ quyền, Nguyễn Quang A còn dâng cao ngọn cờ bài Trung chống Trung Quốc, vu cáo Đảng và Nhà nước đã bán Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc, phát động phong trào Nô U, quy tụ và nuôi dưỡng đám đông ô hợp, tập dượt hàng chục các cuộc biểu tình quanh Hồ Gươm vào các buổi sáng Chủ nhật. Thất bại với ý tưởng cách mạng đường phố, Nguyễn Quang A và một số trí thức bất mãn lập ra diễn đàn xã hội dân sự để xuyên tạc chính sách, pháp luật Việt Nam. Nguyễn Quang A viết bài tẩy chay hiến pháp 1992-2013, đòi thay đổi chế độ, đòi trả tự do cho số đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt, xử lý như Cù Huy Hà Vũ, Bùi Hằng, Phương Uyên, Ba Sàm. Nay, đến vụ Đồng Tâm, Nguyễn Quang A lại lên giọng dân chủ nhân quyền. Y đã có mặt rất sớm ở Đồng Tâm, tiếp xúc với cha con Lê Đình Kình để lấy tin. Trên mạng, Nguyễn Quang A phủ nhận tất cả thông tin chính thức của cơ quan chức năng nhà nước như về nguyên nhân ba chiến sĩ công an hy sinh, nguyên nhân sự thật cái chết của Lê Đình Kình, rồi quy tụ tất cả những tổn thất về sinh mạng cho chính quyền và công an Hà Nội. Không loại trừ Nguyễn Quang A, còn có gợi ý cho một số trí thức và người dân Đồng Tâm tiếp tục viết đơn khiếu kiện, đòi làm sáng tỏ vụ việc và gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Sơ suất, mục đích của Nguyễn Quang A đã rõ, y sử dụng phương thức có bé xé ra to, biến những sơ suất của cơ quan chức năng thành cái cố ý, biến những cái đời thường thành mục tiêu chính trị. Mục tiêu cuối cùng của Nguyễn Quang A là hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước trước nhân dân và trước cộng đồng quốc tế. Tất nhiên, những thủ đoạn của Nguyễn Quang A chẳng ai là không biết. Rốt cuộc, người ta cũng thấy rõ tim đen của y là chống chế độ bằng hy sinh nhân cách, sự trung thực và cả truyền thống cách mạng của gia đình.